Mang con sang nước ngoài với chồng Tây, Thu Minh mỗi năm tốn hơn 600 triệu cho cậu nhóc, Hoàng Oanh vỡ mộng cam chịu vượt qua. Thu Minh được biết đến là một trong những giọng ca hàng đầu của Phoebe's, Thu Minh từng là người thầy dẫn dắt Hương Tràm, Trúc Nhân, có được tên tuổi nổi trội trong làng nhạc. Năm 2012, nữ ca sĩ kết hôn với Otto Designer, người chồng quốc tịch Hà Lan và trở thành mỹ nhân Việt lấy chồng Tây viên mãn nhất. Ông xã Thu Minh là một doanh nhân giàu có, không ngại chi tiền khủng để chiều lòng bà xã, từ mua hàng hiệu đắt đỏ tới tặng siêu xe, biệt thự làm quà bất ngờ cho cô. Năm 2015, cuộc hôn nhân của cô càng trở nên viên mãn khi chào đón thành viên mới của gia đình là bé Gấu. Giờ đây bé Gấu đã khôn lớn và cùng bố mẹ sống tại Singapore. Năm 2020, do tình hình dịch bệnh và công việc của ông xã bị ảnh hưởng, mà cô quyết định gác lại mọi thứ để cùng chồng chăm sóc gia đình ở nước ngoài. Tại Singapore, bé Gấu theo học cấp 1 tại một trường quốc tế, có học phí lên đến 28.470 đô Singapore, tương đương 470 triệu đồng một năm. Bên cạnh đó, gia đình còn phải chi thêm 61 triệu đồng cho phí nhập học, 99 triệu đồng cho phí cơ sở vật chất, 4 triệu đồng cho tài liệu học, vân vân. Như vậy, sương sương mỗi năm quý tử nhà Thu Minh cần hơn 600 triệu đồng để theo học cấp 1. Có thể thấy Thu Minh và gia đình đã tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, viên mãn và bình yên ở nước ngoài. Hoàng Oanh, cuối năm 2019, á hậu Hoàng Oanh kết hôn cùng chồng Tây là Jack Kevin Cohn. Anh chàng này rất được lòng công chúng bởi không chỉ điển trai mà còn cực kỳ cưng chiều vợ. Lấy vợ người Việt, Jack cực kỳ tôn trọng văn hóa truyền thống của quê vợ, chịu khó học tiếng Việt để gần gũi hơn với gia đình nàng á hậu. Vì sinh sống và làm việc tại Singapore nên cặp đôi từng có khoảng thời gian yêu xa do dịch Covid-19. Một thời gian sau, Hoàng Oanh hạ sinh con đầu lòng là bé trai kháo khỉnh tên Max. Đến tháng 9 năm 2020, gia đình cô mới có dịp được đoàn tụ ở nước ngoài. Những tưởng qua nước ngoài sẽ ổn hơn, nhưng cô hoàn toàn vỡ mộng bởi không có người thân đỡ đần chăm sóc Max, chỉ phụ thuộc vào hai vợ chồng. Hoàng Oanh vừa phải làm việc, vừa phải chăm con đến nỗi không có thời gian chăm sóc bản thân và gia đình, cô chia sẻ. Oanh vỡ mộng rồi, nhưng nó không phải là gì đó quá tệ, vì chồng mình là người yêu gia đình, có trách nhiệm, anh chỉ có nhiều tật xấu thôi. Những tật xấu đó thì mình làm sao ráng chấp nhận và làm dịu xuống, vì thực ra bản thân mình cũng không hoàn hảo. Nhờ có chồng giúp đỡ học cách chăm con từ số 0 mà Hoàng Oanh có thời gian để bắt đầu cuộc sống mới, ra ngoài tìm kiếm cơ hội, gặp gỡ những người bạn Việt Nam ở Singapore. Dần dần cuộc sống của cô đã ổn định hơn. Đến năm 2021, khi tình hình dịch cuối năm có diễn biến tích cực, Hoàng Oanh bế con về Việt Nam thăm bố mẹ, còn Sát trở về Mỹ đoàn tụ với gia đình. Đoàn Trang về chung một nhà với ông xã doanh nhân người Thụy Điển, Johan Quicklund. Sau 2 năm hôn nhân hạnh phúc, đến tháng 4 năm 2014, cô hạ sinh con gái đầu lòng là bé Sean. Cũng từ đây, nữ ca sĩ rời xa ánh đèn sân khấu để chăm sóc cho tổ ấm của mình. Cô quyết định cùng gia đình sang Singapore để sinh sống, một phần hỗ trợ công việc cho chồng, phần còn lại là tạo điều kiện giáo dục tốt hơn cho ái nữ. Nhìn vào những tấm hình Đoan Trang chia sẻ trên mạng xã hội về cuộc sống thường ngày, có thể thấy cô tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc, viên mãn với điều kiện vật chất sang chảnh. Bé Sean cũng được theo học trường quốc tế và tạo điều kiện tốt nhất để phát triển. Cô bé càng lớn càng xinh đẹp, thừa hưởng gen đẹp từ cả bố mẹ. Không những thế, Sean còn thông thạo ba ngoại ngữ, được mọi người đánh giá là vô cùng thông minh, lanh lợi và ngoan ngoãn. Cuộc sống ở nước ngoài tốt hay xấu còn phụ thuộc vào cách mà chúng ta đón nhận thích nghi. Có thể thấy, các mỹ nhân Việt khi đưa con ra nước ngoài sống, nhiều người vẫn rất thoải mái và biết cách dung hòa biến cho không khí trở nên tràn ngập màu hồng. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.